Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp, nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức chạy án. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố. Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Thị Thủy, 44 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, xin liên kết với một số công ty, văn phòng luật sư, làm chức danh giám đốc truyền thông, phó trưởng chi nhánh để tuyên truyền hình ảnh cho các văn phòng luật sư, nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo. Thủy thông tin tới các nạn nhân là Thủy có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước, hứa hẹn lo cho bị can, bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí là chỉ xử phạt hành chính, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin với bị hại, Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa, sự kiện. Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, các đối tượng đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, những chiếc xe có dấu hiệu cơi thùng chở quá tải đang gây ra những hiểm họa về mất an toàn giao thông. Vâng ạ, thậm chí là biến những cái tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ thành đường làng là thực tế rất đáng báo động ở nhiều địa phương hiện nay. Ghi nhận của phóng viên VTC14 trên địa bàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Những chiếc xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải trên tuyến đường quốc lộ 70 nối đường tỉnh lộ 322 qua địa bàn xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn. Hệ lụy, mặt đường tỉnh lộ 322 bị phá nát như thế này. Ổ gà, ổ trâu, thậm chí là ổ voi xuất hiện khắp mặt đường. Tình trạng này được người dân phản ánh do xe chở quặng gây ra. Ôi dồi ôi, nó ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì là cái thứ nhất là hỏng đường, tham gia giao thông là nó cũng có điều khó khăn. Cái thứ hai nữa là nó bụi bặm, nếu mà mưa thì phải nói là lầy lội, còn nếu có nắng thì lại bụi hết xung quanh khắp đường xá. Không chỉ phá nát mặt đường, những chiếc xe quá tải còn gây ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ về tai nạn giao thông. Hiện tượng trên được người dân phản ánh là tồn tại từ nhiều năm. Ông mỏ là vào ông quần thì cái đường thì toàn làm cái kiểu ăn rút thì có gì đâu. Ăn hết rồi. Bây giờ nó thật chứ nếu mà đồng mà đấy các thứ thế công cái này đường này chỉ có đi đường áp phan thì bay ra mới được rồi. Bởi vì mỏ vào đây làm thì chúng tôi là dân trên đây chúng tôi chịu thiệt nhiều quá rồi. Xe mỏ ngày nào cũng đi chả hỏng thế nào. Cái tình trạng này xảy ra lâu chưa? Lâu rồi bây giờ mới lên nè. Nó đường xá này ảnh hưởng nào đến cuộc sống người dân? Chả biết ảnh hưởng gì, ảnh hưởng là cái chả có đường mà đi ấy thế. Liên quan tới tình trạng này, qua khảo sát của VTC14, đoạn đường bị hư hỏng xuống cấp trên tỉnh lộ 322 dài khoảng 20 km. Nguyên nhân là do doanh nghiệp vận tải vận chuyển vật liệu xây dựng, khoáng sản trên địa bàn gây ra. Doanh nghiệp thì không trao đổi với xã. Đấy, nhưng mà nếu mà vào cái đợt công ty mà xuất quặng thì cũng có thấy xe đi tưới nước, nhưng mà cũng chỉ là gọi là thôi, cũng không thể đảm bảo được. Đấy, tưới đi được một hai chuyến xe đi xong cái lại xe thứ ba đi sau là lại bắt đầu cuốn bụi rồi. Đấy, và sửa chữa thì xã cũng có đề nghị hàng năm sau cái mùa lũ thì xã cũng có đề nghị công ty là lấy cái giải cái đá bay, đá thải đấy đi giải vào các cái chỗ ổ gà, ổ trâu, ổ voi. Đường hư hỏng, hệ lụy là người dân bị ảnh hưởng, và những chiếc xe chở quá khổ, quá tải như thế này không phải là con kiến để có thể chui lọt lỗ kim. Những chiếc xe quá khổ quá tải xuất phát từ đâu và vì sao có thể hoạt động công khai đến như vậy? Chính quyền địa phương nói gì về câu chuyện này? VTC sẽ có những phản ánh trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng 2024, dự kiến lượng du khách hành hương về Đền Hùng sẽ tiếp tục tăng trong ngày chính lễ. Phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và du khách khi về Dỗ Tổ đang được triển khai. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bố trí đủ lực lượng an ninh để nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các thế lực thù địch, phân tử phản động thực hiện các hành vi phá hoại. phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, khu di tích lịch sử Đền Hùng ngăn chặn hoạt động của các tà tạp đạo, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan trái phép. Các đơn vị cũng đã chốt chặn tại các vị trí tập trung đông người nhằm phòng ngừa ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi. Lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã triển khai phân luồng từ xa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực. Thưa quý vị, theo thông lệ, mùa mưa là mùa của dịch bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, dù thời tiết đang nắng nóng gay gắt nhưng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn liên tục gia tăng. Thậm chí có các ca nặng và nguy kịch cần được điều trị hồi sức tích cực. Bệnh nhi này được chuẩn đoán sốt xuất huyết độ 3, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới sốc xuất huyết, nguy hiểm tính mạng. Trước đó, bé sốt cao liên tục ở nhà, nhưng gia đình không nghĩ là sốt xuất huyết vì chưa đến mùa mưa. Cứ nghĩ là chủ quan cứ uống thuốc hạ sốt với lại lau mát vậy đó. Đến khi chủ nhật thứ hai tức là 3 ngày luôn rồi, mình thấy tình hình không giảm thì đến bệnh viện Nhi Đồng khám. Ghi nhận tại bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết đang có sự gia tăng qua các tuần gần đây. Đáng lưu ý là có nhiều ca bệnh nặng, chủ yếu được chuyển đến từ các quận huyện ngoại thành và các tỉnh thành lân cận. Từ đầu tháng 4 đến nay, bệnh viện tiếp nhận gần 80 ca sốt xuất huyết đến khám và hiện đang điều trị cho gần 20 ca bệnh nội trú. Những cái dấu hiệu cảnh báo bao gồm cái gì? Thứ nhất là trẻ này nôn ói nhiều nè, trẻ này đau bụng nhiều nè, nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như chảy máu mũi, chảy máu thương răng, hoặc là trên những cái xét nghiệm máu mình thấy bắt đầu nó có xu hướng nặng hơn thì nên cho những trẻ này nó được nhập viện nội trú để mình theo dõi sát hơn, điều trị nó tích cực hơn. Khoảng tháng 6 tới tháng 10 hàng năm, khi mưa nhiều cũng là cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, hiện bệnh đã có quanh năm, thậm chí có thể bùng phát vào cả mùa khô vì muỗi vẫn liên tục sinh sôi ở các ao tù nước đọng. Các bác sĩ cảnh báo người dân không được chủ quan bởi sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ rất dễ biến chứng nguy hiểm. Khi mà trẻ mà nhập viện trễ đó thì trẻ biểu hiện sốc sâu cũng như là biểu hiện các cái tổn thương giảm tưới máu các cơ quan, ví dụ như là cơ quan ở gan, rồi ở thận, ở phổi và thậm chí ở não. Thì những cái trường hợp mà vào sốc sâu thì chúng tôi cũng điều trị hồi sức sốc theo phác đồ. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 14 ghi nhận 119 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 14 là 2.442 ca. Nhiều năm qua, công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại các địa phương ven biển đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn 5 khuyến nghị từ Ủy ban châu Âu cần các địa phương nhanh chóng kiểm soát. Một trong những vấn đề này là tình trạng tàu 30 không đăng kiểm, không đăng ký và không giấy phép hoạt động. Nếu không sớm có các giải pháp tháo gỡ thì đây sẽ là rào cản trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng EC của ngành thủy sản Việt Nam. Tìm hiểu của nhóm phóng viên tại Nghệ An. Những con tàu giã cào này vừa cập Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sau quá trình khai thác ở vùng lộng. Tất cả tàu đều được ngư dân tự đóng và điều tất nhiên là chúng không hề có đăng ký, đăng kiểm và giấy phép khai thác. Thế nhưng nhiều năm qua, các con tàu này vẫn ngang nhiên hoạt động với hình thức đánh bắt tận diệt. Cũng chẳng có giấy tờ gì hết. Cứ đi trong đêm và trong ngày nữa về thôi. Đi qua trạm có được không? Có, trạm vẫn cho đi. Còn đây là Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nơi có hàng trăm con tàu 30 hoạt động với đủ hình thức khai thác hải sản. Hàng ngày, những con tàu này vẫn ngang nhiên qua trạm kiểm soát của bộ đội biên phòng, và nếu bị kiểm tra thì họ luôn có lý do để biện minh. Có giấy tờ đầy đủ cả mà chứ mà bỏ nhà. Đây số hiệu thuyền này là bao nhiêu? Giờ cũng nhớ đấy, giờ lâu rồi cũng nhớ. Thống kê từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối năm 2023, cả nước vẫn còn hơn 15.000 tàu cá 30. Nguyên nhân của tình trạng này là một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc đóng mới, cải hoán tàu cá, mua bán chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng theo quy định. Trong thời gian qua, đơn vị cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân và tổ chức ra soát trên địa bàn để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện cũng như Chi cục Thủy sản để kiểm tra và cấp đăng ký cho cả cái phương tiện này. Việc tàu cá không được cấp đăng ký, đăng kiểm, giấy phép nhưng vẫn ra khơi khai thác hải sản không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây thiệt hại cho ngư dân nếu gặp sự cố trên biển. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đường dây nóng a@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.